Tập 61. Trời. Trời. Đi hả? Bây giờ chúng ta đi đâu? Quay về. Hả? Về hoàng thành. Ngay lúc này nếu như quay về hoàng thành thì chẳng khác nào đâm đầu vào lưới. Trừ phi điện hạ còn có dự tính gì khác nữa. Dự tính? Cái này chính là dự tính cuối cùng của ta. Từ lâu ta đã âm thầm ghi lại vị trí điều phối binh của trưởng tôn già. Nếu ông ta không đáng nương tựa thì đây chính là sợi rơm cuối cùng cứu mạng ta. Điện hạ anh minh. Con người mà, nếu không biết chừa lại đường lui cho mình, chẳng khác nào ép mình vào tuyệt lộ. Chúng ta trở về hoàng thành. Điện hạ có thể nói với hoàng thượng vì giang sơn xã tắc, nhẫn nhục giả vờ đầu hàng để điều tra quân tình. Điện hạ dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt của hoàng thượng, nhất định sẽ niệm tình bỏ qua thôi. Phải. Dù cho phụ hoàng có trừng phạt như thế nào, chỉ cần ta vẫn còn sống, đó mới là điều quan trọng nhất. Có phải không hả? Từ lai, ngươi có biết là ta đã làm sai chuyện gì không? Ta sai ở chỗ không nên sinh ra trong dòng dõi đế vương, không nên là đứa con không được yêu thương. Ta là đứa không đầu hàng số phận. Điện hạ, ngươi đừng trách tôi. Muốn trách thì hãy trách thế đạo bất công. Tôi theo người bao nhiêu năm qua chỉ mong có tiền đồ sáng lạn. Bây giờ người đã thất thế rồi, tôi cũng phải tự tìm đường lui cho mình chứ. Đức Dương nói, người sớm muộn gì cũng gây chuyện, người mà trốn thì phải giết ngay. Loại người giống như tôi trước giờ chưa từng có nguyên tắc gì, có lập trường gì, không cần biết đúng hay là sai. Chuyện này đều là do người dạy tôi hết. Công tử, giờ đã là canh tư rồi, người nên nghỉ ngơi đi. Người nói coi, nếu con cờ này mà có tâm tư, nó sẽ nghĩ gì? Chuyện này tôi... Thế sự như cờ, tuy con người không phải cờ, vì không muốn bị người sắp đặt, bất tri bất giác trở nên cố chấp, thời gian lâu dần sẽ quên mất, dù có chiến thắng đi nữa cũng khó thoát khỏi khuôn khổ của gián cờ. Người mà hoàng hậu vừa nói rốt cuộc là ai? Cô nói coi. Không phải như tôi nghĩ. Nhưng mà ông ấy làm vậy, ông ấy làm vậy có mục đích gì? Ông ấy gì? Ông ấy muốn đối phó với ai? Là Đức Dương hay là hoàng hậu? Chẳng lẽ là vô cực?
coi như cô có chút thông minh. Vậy tôi không hiểu lắm. Tất nhiên là cô không hiểu rồi. Mấy chuyện này phải bắt đầu từ từng chuyện xảy ra ở trong quá khứ. Nhớ hồi đó ta chỉ mới 16 tuổi, nhưng mà ở trong lòng ta từ lâu đã có người yêu thương sâu đậm. Bọn ta muốn bên nhau đời đời kiếp kiếp. Ngay lúc huynh ấy chuẩn bị đến nhà cầu thân ta, quân phủ hoàng đế vừa mới đăng cơ, nói muốn nghênh thân ta. Ta không muốn gả đi, ta muốn trốn. Nhưng mà bên cạnh ta còn có quá nhiều người thân. Cuối cùng ta do dự, huynh ấy bỏ cuộc. Đợi sau khi được gả vào trong cung, ta mới biết tên hoàng đế đã cưới ta, hắn vốn không yêu thương ta. Tất cả những chuyện ổng làm chỉ vì muốn chia rẽ bọn ta thôi. Nếu không phải vì vô cực, vì để cho nó có một ngày có thể đăng cơ lên ngôi hoàng đế, thì ta đã từ bỏ tất cả lâu rồi để đi theo người đó. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương, cho dù có bị miệng đời dèm pha, nói ra nói vào, thì có đáng là gì chứ. Nàng muốn đi sao? Muốn cùng hắn sống cuộc sống thần tiên chứ gì. Mong ước này của nàng chắc là không được rồi. Nhưng mà hoàng hậu à, nàng lúc nào cũng gộp mong ước và hiện thực lại để nói, ở trên đời này làm gì có chuyện hễ muốn là được chứ. Bẩm vương gia, bị thương nặng không? Thuộc hạ vô năng. Có dò la được tin tức gì không? Hoàng hậu quả thật đã bị hoàng đế bắt đi rồi. Là tin tức của chúng ta bị bại lộ sao? Dạ, thuộc hạ liều chết chạy về báo tin, chỉ sợ tai mắt ở trong cung từ lâu đã. Ngươi có biết hoàng hậu bây giờ đang bị nhốt ở đâu không? Chuyện này hoàng thượng xử lý vô cùng kín tiếng, thuộc hạ không thể thăm dò chuyện đó tường tận được. Ngươi lui về trị thương đi. Thuộc hạ không hoàn thành chuyện vương gia giao phó, tội đáng muôn chết, xin vương gia trị tội. Bỏ đi, không thể trách các ngươi được. Đi đi. Vương gia, diện quân thái tử điều về hiện tại đang tiến tới đây từ phía nam. Chưa rõ con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không dưới 30 vạn quân. Hơn nữa hình thành thế bao vây từ bốn phía. Kế hoạch của chúng ta, ngươi truyền lệnh xuống dưới, đại chiến ngày mai, thấy khói lửa bốc lên thì lập tức kêu mã tướng quân xuất binh. Dạ. Còn sự sắp xếp trong cung, chuyện này để ta cân nhắc lại cho kỹ càng. Lùi xuống đi. Dạ. Nàng đi đi, ta phái người đưa nàng đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc trước là ta đã phụ nàng, có tội có lỗi, có quả báo,
bây giờ nó đang trút lên đầu ta. Là ta không lo tốt cho mẹ con nàng, sau này sợ là không còn cơ hội để bù đắp nữa. Chuyện duy nhất mà ta có thể làm chính là để nàng đi, để nàng tiếp tục sống tốt. Sao chàng không hỏi thiếp năm đó tại sao thiếp dẫn Liên Nhi đi mà không một lời từ biệt? Bao nhiêu năm qua thiếp đã trốn ở đâu chứ? Và thiếp đã sống như thế nào? Năm xưa ta đã phụ nàng, nàng nên hận ta. Năm đó ta cũng không đi tìm nàng, không phải ta vô tình, mà là vì càng tránh xa ta, biết đâu mẹ con nàng mới có thể yên ổn. Được sống yên ổn? Chàng vốn không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng ông muốn làm gì đây? Người đoán coi binh mã của Vô Cực đã tới đâu rồi. Không, không, Vô Cực là thái tử của Thi Quyền, nó là con ruột của ông. Ông không thể đối phó với nó như vậy. Ông muốn đối phó với Vô Cực? Mạng của ta và trưởng tôn già muốn lấy cứ lấy còn chưa đủ hay sao? Ông còn lôi Vô Cực vô để làm cái gì nữa? Vô Cực nó có làm sai chuyện gì đâu. Vô Cực kính trọng ông như vậy, ông lợi dụng quyền ấy để trả thù sao? Các người đều tưởng rằng ta đang lợi dụng người khác, nhưng các người có từng nghĩ qua chưa? Cả Thiên Quyền này cũng đang lợi dụng ta. Quân phụ của Thiên Quyền nhìn thì giống nắm quyền thiên hạ, thật ra lại không phải. Đã bị Ngũ Châu khống chế, bị Nhãn Quân làm mệt mỏi, các người đều nhìn thấy mà. Hôm nay vẫn còn thời gian, trẫm sẽ ở lại đây kể cho hai người nghe một câu chuyện. Có lẽ qua hôm nay rồi, trên đời này sẽ không còn ai biết được đầu đuôi câu chuyện này nữa. Từng có hai huynh đệ nhà nó, một mẹ sinh ra, cùng nhau trưởng thành, cũng coi như tình cảm khăng khít. Đệ đệ từ nhỏ thông minh lanh lợi, ai nấy đều thích. Tất cả mọi người đều quý mến đệ đệ này hơn người ca ca dài phần. Còn người ca ca thì người già trước tuổi, không giỏi ăn nói, phụ thân của họ coi sự trưởng thành trước tuổi này chính là sự nhu nhược và yếu đuối. Người này cũng không thèm giải thích, chỉ lo cắm đầu học hành, bất kể sớm khuya, chỉ mong có một ngày có thể thay thế phụ mẫu đảm đương một số chuyện. Đoán được rồi chứ, đệ đệ chính là trưởng tôn già. Con người ca ca bị phụ thân coi là nhược phu kia chính là ta. Suốt khoảng thời gian sau đó, phụ hoàng ta trước nay chưa từng che giấu sự kỳ vọng đối với trưởng tôn già, thậm chí trên dưới trong triều ai nấy đều biết. Sau khi ta được phong làm thái tử xong, luôn có người muốn phế ta, lập trưởng tôn già lên thay thế. Chuyện này ta nghe đầy lỗ tai, nhưng mà phụ hoàng ta cuối cùng vẫn không làm như vậy. Phù Giao, cô có biết tại sao không? Chắc là phụ hoàng của ông cũng rất thương yêu ông. Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Hoàng vị của Thiên Quyền này thật sự rất tà đạo. Ba bốn vị tiên đế gần đây không ai có thể sống thọ qua 40 tuổi hết. Lần này đột nhiên bệ hạ lâm bệnh, chắc chắn là điềm chẳng lành rồi. Ê, không giấu gì huynh, lúc nãy ta nhìn thấy dáng vẻ của bệ hạ, cùng lắm cầm cự được 3 ngày nữa. Dù có thật sự tìm được cách cứu mạng cũng sợ là không kịp nữa. Nhưng mà đầu của hai chúng ta nhất định phải giữ lại chứ.
Chuyện này tất nhiên rồi. Ê, nghe nói trong cung vừa có người chết, chuyện này là sao vậy? Có người dân tấu muốn lập nhị hoàng tử làm thái tử, chọc cho bệ hạ long nhan phẫn nộ, lập tức ban tội chết. Nhưng mà bệ hạ chẳng phải rất thương yêu nhị hoàng tử sao? Chính vì thương yêu nên mới càng không nỡ để nhị hoàng tử bị dính bùa chú đó. Cũng phải, lúc trước tôi từng nghe bệ hạ nói với nương nương rằng nhị hoàng tử là tâm can bảo bối của người, quyết không để ngài ấy bỏ mạng oan uổng vì Ngũ Châu. Chính vì ám chỉ chuyện này đó hả? Đúng vậy. Huynh nghĩ mà xem, đăng cơ xong chỉ có thể sống được hơn 30 tuổi, nhưng mà làm vậy với thái tử quả thật không công bằng rồi. Nhưng sau đó ta mới biết, trong lòng phụ hoàng biết rõ quan vị của thiên quyền chính là một thế cờ chết không ai có thể phá giải được. Còn ta chỉ là một quân cờ trong tay ông ấy, bị ông ấy để đi vào vị trí chết đó. Và cuối cùng ta là một tế phẩm cho hoàng vị của thiên quyền thôi. Một tế phẩm. Nếu như ông đã biết chuyện đó, tại sao lại không chịu lựa chọn? Ông không từ bỏ được quyền lực chí cao vô thượng. Tất nhiên ta cũng từng nghĩ tới. Ta nghĩ kỹ rồi, ở trên vị trí đó có thể ta không sống được lâu, nhưng ngoại trừ sinh tử của bản thân ta ra, ta có thể khống chế được sinh tử của các người, của cô, của nàng ấy, sinh tử của tất cả mọi người. Bệ hạ, nhưng cuối cùng bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn ngồi trên chiếc long ỷ đó thôi. Đủ để chứng minh những lời đồn đại đó là giả mà. Lời đồn đó không phải là giả, là ta dùng thời gian mấy mươi năm để phá lời nguyền, nhưng đổi lại cả đời phải chịu sự ràng buộc thống khổ. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Con cháu của dòng tộc trưởng tôn có thể mãi mãi thoát khỏi lời nguyền này, ngồi trên bảo tọa của thiên quyền ta. Người kế vị đều có thể được trường cửu, thì những cái đó có đáng là gì chứ hả? Hoàng thượng, nếu đã như vậy thì tại sao ông còn phải... Bởi vì có người đã phản bội ta. Không chỉ là phản bội thôi đâu, còn khiến một quân vương chịu nhục nhã ê chê. Thì ra ông đã biết hết từ lâu. Hoàng hậu, ta muốn chính miệng nàng nói với ta, Vô Cực là con của ai? Là... Vô Cực là... Vô Cực nó là... Bao nhiêu năm qua, có phải chàng luôn cho rằng thiếp vì những chuyện xấu của chàng và hoàng hậu mới nhất thời tức giận mà dẫn Liên Nhi bỏ đi không? Quả thật ta đã nghĩ như vậy. Phải. Hoa đào của năm đó nở rộ rất là đẹp. Thiếp dẫn theo Liên Nhi đến hoàng cung để ngắm hoa. Nếu không gặp chàng và hoàng hậu lén hẹn hò, mẹ con của thiếp đã không vội vàng bỏ đi, càng không bị lạc đường ở trong hoàng cung, nghe được chuyện không nên nghe. Mẹ, chúng ta đi đâu? Mẫu thân ơi. Mẫu thân dẫn con về nhà. Mẹ hả? Bao năm qua thần thiếp và Bình Nhung không hề có lỗi lầm gì, tại sao hôm nay người được lập thái tử lại là con của cổ chứ? Hoàng vị của thiên quyền trước giờ chọn người hiền chứ không lập trưởng. Vô Cực từ nhỏ đã xuất chúng hơn người, bây giờ lại được khung thương chọn trở thành đệ tử của Trường Thanh Điện, lập Vô Cực làm thái tử là theo nguyện vọng của mọi người. Nhưng mà Bình Nhung, Bình Nhung là cốt nhục ruột thịt của người. Bệ hạ rõ ràng biết Vô Cực đó, Vô Cực đó vốn là người chủ mà. Cấm miệng.
Mẫu thân. Hôm đó thiếp biết được bí mật động trời ở trong cung. Thiếp rất sợ. Thiếp rất sợ. Thiếp dẫn theo Liên Nhi chạy bán mạng, về nhà trốn. Người duy nhất thiếp nghĩ tới chính là chàng. Bất kể chàng đã từng làm chuyện gì, chỉ cần có thể đảm bảo được tính mạng cho Liên Nhi, chuyện gì thiếp cũng không tính toán. Nhưng mà chàng ở đâu? Trong lúc chàng đang ân ái với người đó thì thiếp và Liên Nhi đã bị người ta truy sát. Thôi. Đừng có lên tiếng nha con. Sau đó Phi Yên điện chủ từ trong lửa đã cứu thiếp ra. Bà ấy cứu người trước giờ không phải thương xót, mà đều phải trả giá hết. Phải trả giá gì? Bà ấy lấy đi tuổi thọ của thiếp, làm loạn thần trí của thiếp. Thiếp đã trở thành một kẻ điên điên khùng khùng. Nhưng mà Liên Nhi, Liên Nhi của thiếp, thiếp không tìm thấy nó đâu hết. Thiếp không tìm thấy nó được. Trong lúc thiếp và Liên Nhi đang cần tới chàng nhất thì chàng ở đâu? Khổ nạn của mẹ con thiếp đã toại nguyện cho chàng và nữ nhân kia. Phải rồi, người muốn giết chết thiếp là hoàng huynh của chàng, Trưởng Tôn Quýnh. Nhưng thật sự người giết chết thiếp chính là chàng. Ta biết ta có giải thích thế nào cũng vô dụng. Ta không mong được nàng tha thứ, nhưng tình hình xảy ra lúc đó nhiều lúc thật sự không có sự lựa chọn. Tất nhiên là chàng có sự lựa chọn. Nếu ngay từ đầu chàng không gian díu với hoàng hậu thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy rồi. Là chàng đã hại Liên Nhi, là chàng đã tạo nên tất cả mọi chuyện. Thiếp hận chàng. Vì vậy nàng đã để Trưởng Tôn Quýnh lợi dụng đến giết ta sao? Giết chàng, mạng của chàng không đáng một xu. Trưởng Tôn Quýnh chỉ muốn thiếp nói chàng biết một sự thật. Nếu như thiếp làm được, ông ấy sẽ cho thiếp biết Liên Nhi đang ở đâu. Thiếp mặc kệ ông ta nói thật hay không, thiếp cũng chấp nhận thử một lần. Cuối cùng thiếp cũng có thể gặp con mình rồi. Là sự thật gì? Trưởng Tôn Du Cực, nó chính là con của chàng và Nguyên Thanh Y. Ta điên rồi.
Cực là đứa xuất sắc nhất trong số tử tôn của hoàng tộc Trưởng Tôn, nhưng nó lại là huyết mạch của người kia, là quân dương. Ta coi trọng nó, yêu mến nó, nhưng thân là một nam nhân, ta hận nó. Dù sao nó cũng không phải là cốt nhục của ta. Mỗi một lần khi nó cất tiếng gọi ta là phụ hoàng thì nỗi hận trong lòng ta lại nhiều thêm một chút. Nhưng Vô Cực, quên ấy vô tội mà. Không có kẻ nào vô tội hết. Tử tôn của hoàng tộc Trưởng Tôn thì nó càng nên hiểu rõ đạo lý người sống ta chết, kẻ yếu bị hà hiếp, đã mang tội dính máu, chỉ có thể dùng nhiều máu hơn để rửa sạch, không ai được chạy thoát hết. Không có ai. Đủ rồi. Ngoại trừ ép chết Trưởng Tôn già, cuối cùng ông còn muốn làm cái gì nữa? Hoàng hậu, ta có một lọ thuốc, sau khi uống nó xong, tinh thần suy sụp, lục phủ hư hại, sẽ từ từ chết đi trong đau đớn. Không, không, không thể đối với Vô Cực như vậy. Vậy thì ta nên đối xử với con của nàng và đệ đệ ta thế nào? Đừng mà, bệ hạ. Tất nhiên ta sẽ không để nó chết ngay bây giờ. Nó là thái tử do ta lựa chọn, nó phải ngồi lên bảo tọa của thiên quyền, để nó nếm thử cảm giác chí cao vô thượng và không thể phá được thế cờ chết. Chàng và hoàng hậu tư thông đã lâu như vậy, chàng chưa từng nghĩ con của bà ta cũng có thể là con của chàng sao? Không thể nào. Không, 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 không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trưởng Tôn huynh, ông ta cũng nhẫn nại lắm. Ông ta yêu thương thái tử bao nhiêu lâu nay, chẳng phải chỉ đợi đến ngày này thôi sao? Chính là đợi chàng giấy binh tạo phản, chàng và con ruột của chàng cùng binh đao tương kiến, phụ tử tương tàn, bắt vị hoàng hậu đã phản bội ông ta chịu nỗi đau xé ruột gan kia. Ông ta dùng 20 năm. Nàng nói ông ta dùng 20 năm để bày thế cuộc này. Cửu Ngũ Chí Tôn không có tình thân. Ông ta hận chàng thấu xương. Bây giờ chàng dự tính sẽ làm sao? Còn làm sao nữa chứ? Chiến. Chàng biết rõ Vô Cực là con của mình, chàng biết rõ đó là cái bẫy của Trưởng Tôn Quýnh, mà chàng còn chiến. Không còn lựa chọn. Cho nên vì để sống sót, vì quyền vị của chàng, lần này ngay cả con của mình chàng cũng không buông tha.
Bây giờ ta là phản thần của Ngũ Châu Thiên Quyền, ai ai cũng muốn trừ khử, Vô Cực giết ta, có được lòng người, có được thiên hạ. Chỉ cần ta bỏ mạng nơi chiến trường, mới giữ được ngôi vị thái tử của Vô Cực, mới có thể cho nó cơ hội để đánh Trưởng Tôn Quýnh một đòn chí mạng. Chàng, ta vốn không hề có giả tâm xoán quyền đoạt vị. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do Hoàng Huynh bức ép ta thôi. Nếu ta đã biết chuyện Vô Cực là con ruột của mình, ta càng không thể đối địch với nó. Con đường đế vương này thì Vô Cực nó nhất định phải dẫm đạp lên xác ta mà leo lên. Dương vị này trước giờ đều dính đầy máu tươi của người thân mình, Vô Cực cũng không ngoại lệ. Đây chính là sự trả thù của Trưởng Tôn Quýnh. Ta muốn nó nếm trải nỗi đau mà người thường không chịu nổi. Đúng rồi, nàng và cô ta chính là hai người mà Vô Cực coi trọng nhất trên đời. Nếu như một trong hai người chính tay hạ độc chết người còn lại, thì Vô Cực nó sẽ xử lý thế nào đây? Đừng mà. Hoàng thượng, từ đầu tới cuối Vô Cực luôn cư xử đối đãi với ông như phụ thân ruột. Quỳnh ấy tôn trọng ông, yêu thương ông, thậm chí đau lòng cho ông. Từ khi Quỳnh ấy đến Thái Nguyên cho tới nay, lúc nào cũng thận trọng hành sự, không dám có một chút lơ là gì. Chính là bởi vì sợ phụ sự kỳ vọng của ông. Bởi vì trong lòng của Quỳnh ấy, ông là người đáng kính nhất. Bây giờ chỉ vì Quỳnh ấy không phải là cốt nhục của ông mà ông nỡ nhẫn tâm với Quỳnh ấy như vậy sao? Vô Cực, nó là một đứa ngoan ngoãn. Trước giờ nó chưa từng khiến ta thất vọng. Nhưng mà hôm nay coi như là bài học cuối cùng về đạo làm vua mà ta dạy cho nó. Nếu đã là chúng phản thân ly, thì phải rèn cho nó có lòng dạ sắt đá, cô độc mà bước tiếp chứ. Sau thời gian một tuần hương nữa thì nơi này sẽ bốc lên toàn là khói độc. Nàng và cô ta, một là dùng độc dược độc chết người kia để ra ngoài, hoặc là cả hai cùng chết trong này ta không quan tâm. Hai người tự quyết định đi. Vô Cực của ta, cuối cùng con cũng nếm trải giống như ta cái mùi vị đau khổ cùng cực này. Mẹ hả? Đừng mà. Đừng mà. Mẹ hả?
Thái tử điện hạ, phản quân của Đức Dương đã bị bao vây, không còn chút phần thắng nào. Thái tử điện hạ, tại sao còn do dự? Dương gia, bẩm Dương gia, thời cơ đã tới, đại quân của Thái tử đã vào trận, hạ quan đang đợi khẩu lệnh của Dương gia. Khói lửa nổi lên, Mã tướng quân sẽ lập tức xuất binh. Dương gia, thời cơ không thể bỏ lỡ, xin người lập tức hạ lệnh. Bỏ đi, ta đích thân nghênh chiến. Dương gia, truyền lệnh xuống dưới kêu Mã Văn Đức lui binh. Dương gia không được, nếu Mã tướng quân lui binh, trận này bại chắc đôi. Dương gia, ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Là thắng hay thua, một mình ta sẽ gánh chịu. Dương gia, truyền lệnh. Dạ. Khoan đã, lúc trước mỗi lần chàng xuất chinh đều do thiếp chuẩn bị chiến giáp cho chàng, đai mang bội kiếm. Bây giờ hãy để thiếp mặc cho chàng lần nữa đi. Lúc trước mỗi lần chàng sắp đi chinh chiến, thiếp đều độc nhẩm trong đầu 3 lần: bình an trở về, bình an trở về, bình an trở về. Lần nào chàng cũng bình an trở về. Chúng ta phu thê với nhau, bất luận như thế nào đều là phúc phần đã tu ngàn năm. Chỉ tiếc chúng ta đều đã già rồi. Là ta có lỗi với mẹ con. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chàng có sự lựa chọn của chàng, sinh tử phú quý tự có thiên mệnh. Chàng không cần phải lo nghĩ cho bất kỳ ai. Đức Dương Phi đã chết rồi. Yeah.
Dung Nhi, ta tin là Liên Nhi của chúng ta nhất định vẫn còn sống. Nàng phải tìm cho được nó, bất luận thế nào cũng phải tìm cho được nó. Và hai người cố gắng sống cho tốt. Yeah.